Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Những ngày này, khi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, đội quân do Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh giáo dục, rèn luyện, đội quân của nhân dân, vì nhân dân, thì đâu đó vẫn có những tiếng nói lạc lõng cất lên nhằm chia rẽ quân đội với nhân dân, xuyên tạc bản chất truyền thống cách mạng của quân đội. Nguy hiểm hơn là bằng những lời lẽ ngụy biện, xảo trá, họ luôn cổ súy cho cái gọi là quân đội phi giai cấp, quân đội đứng ngoài chính trị. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng với Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Xuân Mát, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự Học viện Chính trị để làm rõ những âm mưu thủ đoạn nham hiểm đó. Cảm ơn đồng chí. Xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình. Và để bắt đầu, chúng ta sẽ cùng đến với một clip ngắn. Lợi dụng việc xảy ra một số sai phạm yếu kém trong quản lý đất quốc phòng, trong quản lý doanh nghiệp quân đội, hay một số vụ việc mất an toàn trong huấn luyện, vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội của một số ít cá nhân là quân nhân, rồi quy chụp rằng quân đội đã không còn vì dân, vì nước nữa. Quân đội đã phai nhạt lý tưởng, xa rời mục tiêu chiến đấu. Không những thế, chúng còn liên tục tung ra những tin bài xuyên tạc, những hình ảnh cắt ghép với những thông tin thật giả lẫn lộn nhằm tạo ra tâm lý hoang mang, bán tín bán nghi cho dư luận như tham gia các hoạt động kinh tế sẽ làm suy yếu quân đội, ảnh hưởng đến chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, hưởng nhiều quyền lợi nhưng không kiểm soát được, rồi kêu gọi phải dân sự hóa quân đội, xem nhiệm vụ quân sự quốc phòng cũng như các nhiệm vụ dân sự khác. Để thực hiện âm mưu nham hiểm này, chúng còn dày công dàn dựng những kịch bản tinh vi để chống phá quân đội, như tung tin dối trá, lừa bịp, thổi phồng xuyên tạc, rồi phát tán trên các trang mạng phản động để kêu gọi cộng đồng ủng hộ, lấy đó để tạo ra những làn sóng tiêu cực, hòng đánh vào quân đội. Đây là một trong những thủ đoạn mới, hết sức tinh vi, nguy hiểm, nằm trong chiến lược diễn biến hòa bình, với mục tiêu là phi chính trị hóa quân đội. Trước hết xin được hỏi đồng chí, đó là những người mà đang cố tình xuyên tạc bản chất truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam thì họ là ai ạ? Vâng, có thể nói là lực lượng mà đang cố tình chống phá, xuyên tạc về bản chất truyền thống của quân đội ta thì có ba cái đối tượng chính như này. Vâng. Cái đối tượng đầu tiên chúng ta phải nói đến là những cái người mà họ đã từng tham gia vào quân đội của ngụy quân, ngụy quyền trước đây, nay họ di tản ra nước ngoài, được sự hà hơi tiếp sức của nước ngoài, họ quay trở lại chống phá cách mạng Việt Nam và chống phá Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cái lực lượng thứ hai có thể gọi là đây là cái lực lượng phản động. Họ có thể là những người bình thường thôi, nhưng vì bị sự mua chuộc, vì xúi dục của các cái thế lực thù địch mà họ tiếp tay và hỗ trợ cho các cái thế lực thù địch thực hiện các âm mưu diễn biến hòa bình và chống phá cách mạng Việt Nam này, và chống phá Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và cái lực lượng thứ ba tôi gọi là cái lực lượng cơ hội. Cái lực lượng này thì trước đây có thể họ từng là cán bộ của ta, từng là đảng viên của Đảng, từng đã đi theo cách mạng, thế nhưng mà bây giờ họ trở cờ, họ thay đổi quan điểm lập trường, họ đứng sang hàng ngũ phía bên kia để quay lại chống phá Đảng, chống phá cách mạng và chống phá quân đội ta. Qua những thủ đoạn mà họ đã sử dụng để nhằm xuyên tạc bản chất truyền thống của quân đội như trong clip trên mà chúng ta đã theo dõi, chúng ta thấy được điều gì ạ? Thứ nhất ý, là nó nói là một cái vấn đề là cái âm mưu, cái dã tâm chống phá Quân đội Nhân dân Việt Nam của các cái thế lực thù địch là không lúc nào ngưng nghỉ cả. Vâng. Mà có thể nói rằng là ngày càng diễn ra với một cái quy mô rộng hơn, nhịp độ dồn dập hơn và tính chất quyết liệt hơn. Đặc biệt là nó lợi dụng vào những cái dịp mà ngày lễ hoặc những sự kiện lớn của đất nước lại rộ lên những cái hoạt động chống phá bằng nhiều những cái thủ đoạn hết sức tinh vi và phức tạp. Mà đặc biệt tôi thấy rằng là trong cái giai đoạn hiện nay ấy, thì nó đang tập trung vào, nó xuyên tạc hình ảnh của anh bộ đội Cụ Hồ. Qua đó nó làm giảm cái thanh danh, cái uy tín của Quân đội Nhân dân Việt Nam, làm cho nhân dân thiếu tin vào Quân đội Nhân dân Việt Nam và dẫn tới xa lánh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây cũng là một những cái âm mưu thủ đoạn hết sức nguy hiểm trong giai đoạn hiện nay mà các thế lực thù địch đang áp dụng. Rõ ràng là với những cái âm mưu thủ đoạn hết sức là tinh vi và nguy hiểm như vậy, vậy thì cái mục đích mà họ cố tình xuyên tạc bản chất truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam đó là gì ạ? Có thể nói rằng cái mục đích đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là các thế lực thù địch nó cũng ý thức rất rõ rằng nó chỉ có thể thực hiện thành công được cái mục tiêu diễn biến hòa bình, hướng lái được cái con đường cách mạng Việt Nam, đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, khi và chỉ khi nó làm cho Quân đội Nhân dân Việt Nam suy thoái, xa rời về mục tiêu lý tưởng chiến đấu, thế rồi suy thoái về chính trị, từ bỏ cái vai trò lãnh đạo của Đảng, không còn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng nữa. Hai nữa là có thể nói rằng là
nó cũng thấy rằng là vấn đề đặt ra ở cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, muốn chống phá được Đảng Cộng sản Việt Nam, muốn xóa được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì vấn đề đầu tiên, vấn đề then chốt trong tất cả các vấn đề then chốt là nó phải tách được quân đội ra khỏi Đảng. Nó làm cho coi như vậy là Đảng không nắm được quân đội nữa, và làm cho quân đội không còn trung thành với Đảng nữa, thì lúc này coi như vậy nó mới có thể xóa được cái vai trò lãnh đạo của Đảng và thực hiện được cái âm mưu ý đồ là đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập ở Việt Nam. Vấn đề ba nữa tôi cho rằng là hiện nay nó đang cổ suý cho cái gọi là phi chính trị hóa quân đội, dân sự hóa quân đội. Nó làm cho quân đội trở thành một cái quân đội như mà bây giờ nó đang cổ suý là quân đội toàn dân. Quân đội chỉ bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc thôi, còn không phải bảo vệ chế độ, không phải bảo vệ bất kỳ một đảng phái nào khác. Thì đây cũng là một cái mục đích của nó. Cùng với mưu đồ làm suy yếu quân đội như đồng chí vừa chia sẻ, thì các thế lực thù địch phản động còn tìm mọi cách để chia rẽ quân đội với nhân dân bằng những chiêu trò hết sức tinh vi và nguy hiểm. Vậy thì đồng chí có thể làm rõ hơn về thủ đoạn này ạ? Nó cũng biết rất rõ rằng là cái nguồn gốc và cái sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam, mà sức mạnh vô song đấy, không có gì thay thế được, chính là mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Chính xác. Đấy. Thế cho nên nó tập trung vào nó chống phá để nó phá vỡ cái mối quan hệ giữa quân đội với nhân dân. Thì bằng những cái thủ đoạn, nó tuyên truyền rằng là quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay đã thay đổi bản chất. Không còn như trước đây nữa. Nó cũng lợi dụng vào những cái điểm nóng xảy ra ở trong các cái địa phương cơ sở. Nhất là khi có những cái khiếu kiện xảy ra. Thì theo nguyên tắc của chúng ta ấy, lực lượng công an mới giải quyết cái này. Lợi dụng nó khá sâu cái chỗ này, nó cho rằng là quân đội nhân dân Việt Nam như vậy là không dám đứng ra để bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân, chỉ bảo vệ Đảng và bảo vệ chế độ thôi. Một cái thủ đoạn nữa, nó đang rêu rao và tuyên truyền rất rộng rãi trên nhiều các kênh thông tin. Nó cho rằng là quân đội nhân dân Việt Nam không còn đủ sức để bảo vệ Tổ quốc. Đối với lại những cái hành vi xâm phạm đến độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, nhất là độc lập chủ quyền toàn vẹn trên biển. Từ chỗ đó nó gieo rắc vào nhân dân một cái tâm lý hoài nghi rằng là quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay đã suy yếu. Nó phê phán rằng là quân đội nhân dân Việt Nam trong thời bình này không lo về vấn đề huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, mà chỉ lo về vấn đề làm kinh tế. Cho nên là kích động nó ly tán lòng dân, làm cho nhân dân thiếu tin vào quân đội, thiếu tin vào khả năng sức mạnh chiến đấu của quân đội và đội ngũ cán bộ sĩ quan của quân đội. Vâng ạ, có thể thấy rằng là với những âm mưu và thủ đoạn để nhằm chia rẽ quân đội với nhân dân, xuyên tạc bản chất truyền thống cách mạng của quân đội, hạ thấp vai trò của quân đội trong đời sống chính trị của đất nước rất tinh vi và nham hiểm, nhưng cũng không khó để nhận diện, đúng không ạ? Và xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Xuân Mát cùng với quý khán giả cùng theo dõi clip ngay sau đây. Với những luận điệu như quân đội không đảng phái, quân đội là của quốc gia, dân tộc, quân đội chỉ là của dân tộc, chỉ trung thành với lợi ích quốc gia, dân tộc, quân đội phải đứng ngoài chính trị, những kẻ cơ hội phản động luôn tìm cách tước bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Không những thế, để hướng lái dư luận, chúng còn tập hợp những kẻ tự xưng là nhà nghiên cứu hay học giả giả danh để tổ chức các cuộc tọa đàm theo kiểu chui gầm bàn nói micro về quân đội của một số nước, rồi đưa ra những so sánh khập khiễng theo kiểu nói cho lấy được, rồi đưa lên một số trang mạng phản động hòng tác động vào quân đội, làm cho quân đội xa rời mục tiêu lý tưởng, xa rời bản chất cách mạng, mất phương hướng chính trị, không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ. Gần đây nhất là khi Việt Nam công bố sách trắng quốc phòng với quan điểm hòa bình tự vệ và thực hiện 4-0. Đó là Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Thì chúng lại cố tình xuyên tạc rằng quan điểm đó giờ đã không còn phù hợp với tình hình thế giới, nhất là tình hình biển đảo hiện nay, nhằm kích động, khởi tạo những tư tưởng cực đoan chống đối. Clip trên thì đã cho chúng ta thấy một thủ đoạn nữa mà các thế lực thù địch phản động đã làm, đó là làm cho quân đội mất đi bản chất cách mạng, xa rời mục tiêu lý tưởng chiến đấu, và đặc biệt hơn nữa là chúng luôn cổ suý cho cái gọi là quân đội không đảng phái và quân đội đứng ngoài chính trị. Là một người dành nhiều thời gian nghiên cứu sâu về quân đội thì xin được hỏi đồng chí là có quân đội nào thực sự không đảng phái và đứng ngoài chính trị hay không ạ? Và vì sao mà quân đội nhân dân Việt Nam phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam ạ? Và chúng ta cần phải khẳng định chắc chắn rằng lịch sử từ khi tổ chức quân đội và ra đời các kiểu quân đội cho đến nay thì tuyệt nhiên không có một cái quân đội nào không đảng phái, phi chính trị, đứng ngoài chính trị.
tuyệt nhiên không có cái này. Quân đội phải nằm trong chính trị. Vâng, nó phải liên quan đến chính trị, nó phải là công cụ của chính trị. Vâng. Nói như Lenin nói ấy, thì nếu như nói là quân đội phi chính trị, quân đội đứng ngoài chính trị, thì đó là chỉ là cách nói của bọn tôi tớ giả nhân giả nghĩa mà thôi. Nếu như quân đội mà đứng ngoài chính trị không còn là công cụ để thực hiện mục tiêu ý đồ chính trị của một đảng phái chính trị nhất định nào đó, của một giai cấp cầm quyền nhất định nào đó, thì quân đội đó không tồn tại được. Cần phải nói thêm rằng thế này, trên thực tế hiện nay đấy, ở các thể chế chính trị đa nguyên thì quân đội không tổ chức hệ thống tổ chức đảng trong quân đội như chúng ta. Tôi lấy ví dụ như gần đây là quân đội của Campuchia, quân đội của Thái Lan, hoặc là một số quân đội của các nước tư sản ở phương Tây. Sở dĩ tại sao ở các nước này mà người ta lại không tổ chức hệ thống tổ chức đảng trong quân đội, nó nhiều nhẽ. Như đây tôi nói hai cái nhẽ căn bản như thế này. Cái nhẽ thứ nhất có thể nói rằng là vì cái lực lượng cán bộ, chiến sĩ nó vào trong quân đội của các cái nước thể chế chính trị đa nguyên này, nó là người của rất nhiều đảng phái vào trong quân đội. Do đó khi nó là người của đảng này, nó vào trong quân đội thì nó không nhất thiết phải tuân thủ và phục tùng sự lãnh đạo của bất kể một cái đảng phái nào khác ngoài cái đảng mà họ tham gia. Cái nhẽ thứ hai là do thể chế chính trị đa nguyên như thế, cho nên khi mỗi một cái lần bầu cử thì cái đảng chấp chính, đảng đang cầm quyền này có thể bị thay thế bằng một cái đảng khác. Do vậy quân đội của họ không tổ chức đảng ở trong quân đội để nắm quyền lãnh đạo. Nhưng đừng nói là cái quân đội đó phi đảng phái, phi chính trị, đứng ngoài chính trị, tuyệt nhiên không phải. Đối với lại Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam thì hoàn toàn khác. Chúng ta không chấp nhận thể chế chính trị đa nguyên đa đảng. Đấy. Mà chỉ duy nhất là có Đảng Cộng sản Việt Nam là cái lực lượng mà lãnh đạo toàn xã hội và lãnh đạo quân đội. Điều đó thì đã được là toàn dân tộc và nhân dân Việt Nam thừa nhận và suy tôn. Và đặc biệt nó được hiến định trong Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong khi đó, Quân đội Nhân dân Việt Nam là một lực lượng chính trị trung thành tin cậy của Đảng, một công cụ bạo lực sắc bén của nhà nước, của nhân dân. Thứ hai nữa, có thể nói rằng là cái đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp này, đây nó là một cái nguyên tắc, nó đi vào truyền thống, trở thành bản chất của Quân đội Nhân dân Việt Nam rồi. Ngay từ khi ra đời thì chúng ta thấy rằng là Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức lãnh đạo giáo dục và rèn luyện. Thế và ngay từ khi quân đội ra đời và trong suốt quá trình trưởng thành chiến thắng của quân đội thì đảng luôn nắm quyền lãnh đạo quân đội. Cái nguyên tắc tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt này, đây nó là trở thành cái sức mạnh của quân đội, nó trở thành truyền thống, nó trở thành nguyên tắc trong tổ chức thực hiện sự lãnh đạo của đảng đối với quân đội rồi. Với những gì mà đồng chí vừa chia sẻ thì rõ ràng là Quân đội Nhân dân Việt Nam phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp vào mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy thì những cái luận điệu mà nói rằng là quân đội là phải đứng ngoài chính trị và quân đội không đảng phái như thế thì cái mức độ nguy hiểm nó như thế nào ạ? Việc mà nó tuyên truyền, nó kích động, nó muốn xóa nhòa cái bản chất cách mạng, bản chất giai cấp của quân đội, nó làm lu mờ cái truyền thống của quân đội đi. Thì đây là một trong những cái mà để từng bước nó tiến tới làm cho quân đội phi chính trị và dân sự hóa quân đội. Để làm thất bại những âm mưu thủ đoạn đó thì chúng ta cần phải chú trọng vào điều gì ạ thưa đồng chí? Muốn vô hiệu hóa được các cái luận điệu tuyên truyền xuyên tạc này thì chúng ta phải là nỗ lực tích cực, chủ động triển khai đấu tranh. Trước hết là trên mặt trận tư tưởng lý luận, chúng ta phải hết sức coi trọng xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam thực sự vững mạnh về chính trị. Vững mạnh về chính trị ở đây nó không chỉ là thành trì, tạo ra tường ngăn vững chắc để không cho các cái âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch có cơ hội để thẩm thấu vào trong quân đội để làm suy yếu quân đội. Mà vững mạnh về chính trị ở đây còn phải nâng cao cái sức đấu tranh, cái khả năng chiến đấu trên mặt trận chính trị tư tưởng để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ quân đội nữa. Và rõ ràng là trong nội bộ của quân đội thì từng cán bộ chiến sĩ luôn phải nêu cao cái tinh thần là quán giáo xây chống, đúng không ạ? Đúng rồi. Để mà vững mạnh từ trong quân đội chính thì chúng ta sẽ xây dựng và làm thất bại một âm mưu thủ đoạn đó, đúng không ạ? Vâng, vâng. Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Xuân Mác đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng, xin cảm ơn đồng chí. Thưa quý khán giả và các đồng chí, quân đội ta từ nhân dân mà ra, lại được Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện nên mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, được nhân dân thương yêu đùm bọc. Suốt 75 năm qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quân đội ta cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, cùng nhân dân chiến đấu và chiến thắng, cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền của đất nước, bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc. Thực sự là công cụ bạo lực sắc bén của cách mạng để bảo vệ đảng, bảo vệ nhân dân, tạo môi trường hòa bình cho đất nước phát triển.
Vì vậy, mọi mưu đồ nhằm hạ thấp vai trò của quân đội, chia rẽ quân đội với nhân dân, chia rẽ quân đội với đảng, làm cho quân đội mất đi phương hướng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu mà các thế lực thù địch phản động đang ra sức thực hiện, dù có nham hiểm đến đâu cũng chắc chắn bị vạch trần, lên án và thất bại. Chương trình xin được dừng lại tại đây. Kính chào tạm biệt quý khán giả và các đồng chí.